Con chào các bạn, các anh, các chị đi. Chào các bạn với anh, các chị. Con tên là gì? Bà tên là Thanh Tú. Hôm nay tớ sẽ học toán. Tú đang học lớp mấy à? Lớp 1. Lớp 1 chưa hay là sắp lên lớp 1? Con sắp lên lớp 1. Con sắp lên lớp 1 nhá. Vâng. Năm nay là con chuẩn bị lên lớp 1 nhá. Tháng 9 năm 2021 là Tú sẽ lên lớp 1. Bây giờ Tú đang học lớp gì nhỉ? Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên. Mẫu giáo lớn đúng không? Bây giờ Tú làm cho mẹ xem nào. Tô màu. Đọc đi, con đọc đi. Tô màu màu hình màu màu. Á có ác. O a có ác hoặc họ ác hoặc hoặc a cho ác g ác gắt. Con đọc đơn luôn đi. Tô màu hoặc gạch. 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 Chéo vào các hình vuông. Con gạch chéo thôi. Con gạch chéo. Đâu là hình vuông? Hình vuông. Hình vuông như thế nào? Như thế này á? Hình vuông là hình có bốn cạnh bằng nhau đấy. Đây á. Đấy là hình có bốn cạnh nhưng mà có bằng nhau không? Hình có bốn cạnh bằng nhau. À, đây nữa. Đây nữa. Đây, con gạch chéo vào. Hình nào là hình vuông thì con gạch chéo vào. Có con gạch to thế. Con gạch cho đẹp vào. Những cái bị nhem ra con tẩy đi cho mẹ đi. Dạ. Con gạch lại cho đẹp đi. Hình đấy con gạch lại. Rồi con đọc tiếp cho mẹ xem nào. Tô màu hoặc gì đây? Con đánh vần đi, từ nào con không đọc được thì con đi. Gạch chéo vào các hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Hình chữ nhật là hình có bốn cạnh bằng nhau. Bốn cạnh, hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau. Nhá. Đi. Con đọc tiếp để cho mẹ xem nào. Đánh dấu. Con từ từ này mẹ nói. Nhớ đây là dấu gì? Đánh dấu, dấu nhân này, dấu x này. Từ từ để mẹ nói xong đã nào. Đánh dấu từ x. Từ từ đã. Đây là hình vuông, quay lại hình vuông này, có mấy cạnh đây? Đây là bốn cạnh. Bốn cạnh có bằng nhau không? Bốn cạnh có bằng nhau. Như vậy đây là hình vuông này. Hình chữ nhật là hình này, có bốn cạnh này, có bốn cạnh này. Được chưa? Có hai cạnh dài bằng nhau này. Hai cạnh ngắn bằng nhau này. Hai cạnh dài thì người ta gọi là chiều dài, đây là chiều rộng. Thì sau con học nhá. Đánh dấu x vào ô trống bên phải cánh hoa. Bên phải đâu? Rồi, bên phải là bên tay. Đánh dấu x. Khoan từ từ đã con, bên phải là bên tay con cầm bút nhá. Vâng. Đánh dấu x vào ô trống trên bên trái quả bóng. Con cất tay cho mọi người xem nào, cất cái tay quả. Này đi. Quả gì? Quả bóng bóng. Bong bóng. Bong bóng. Bên gì? Người ta hỏi bên nào? Người ta hỏi bên nào đấy? Bên trái. Rồi. Đánh dấu x vào. Con từ từ đã đọc. Vào. Con từ từ đã đọc này, đây lại xem. Đánh dấu x vào ô trống. Đặt. Đặt. Đặt tên. Đặt gì? Trên cánh diều. Ô trống nào đặt trên? Thế ô trống này thì đặt ở đâu đấy? Đây là đặt ở dưới, còn đây là đặt ở trên. Đây là trên trời, còn đây là dưới đất. Đúng rồi. Nào, Thanh Tú làm tiếp này. Đánh dấu. Con dịch cái sách lên đây cho mẹ, cho các anh các chị xem, các bạn xem với. Đánh dấu x vào ô trống. Đặt dưới con chim. Thanh Tú sắp lên lớp 1 rồi. Đánh dấu x vào ô trống ở giữa hai chiếc lá. Con nhìn đi. Ô trống nào ở giữa hai chiếc lá? Đúng chưa?
Thế là Thanh Tú xong đề số 1 chưa? À bên này còn nữa. Còn sang tiếp bài 8. Đặt dấu x vào ô trống dưới khối hộp chữ nhật. Khối hộp thì nó phải là hình cái hộp này. Phải hình cái hộp trước, đúng không? Sau đó hình cái hộp mà nó trên cái hình của cái hộp đấy con thấy các hình chữ nhật nữa thì đấy mới là gì? Khối hộp. Vậy cái nào là khối hộp chữ nhật con? Khối hộp á. Nó phải là hình cái hộp này. Và có các hình chữ nhật, đúng rồi. Đấy là hình khối hộp. Còn bên này này. Đây là hình chữ nhật. Ở bên đấy là hình chữ nhật, còn bên này là khối hộp chữ nhật. Khối hộp chữ nhật thì nó phải là cái gì trước? Nó có cái này. Nó phải là cái hình cái hộp trước đúng không? Vâng. Đấy, nó phải có hình cái hộp. Rồi, không sao. Mẹ nhìn thấy rồi, con học tiếp bài đi. Đồ màu. Đồ màu. Con xem cái này. Con đánh vần đi, con đánh vần đi. Mẹ ơi, cái này tô màu. Tô màu hoặc gạch chéo mà đều được mà, con gạch chéo đi bởi vì đây không sẵn màu nhá. Con lên xuống phía dưới đi, con đọc tiếp mẹ xem nào. Tô màu hoặc gạch chéo vào các hình tròn. Bạn Thanh Tú đọc vẫn chưa sõi lắm đâu nên là vẫn đang đánh vần một số từ đấy ạ. Gạch chéo như thế nào mẹ? Con gạch chéo như này con này. Đây là hình gạch chéo này. Hình tròn. Thế hình này người ta... Khoan từ từ, cái hình này là khác đây con. Bài này là dưới bài khác rồi. Khoan, hình này là hình gì con? Hình có bốn cạnh bằng nhau là hình gì? Hình gì nhỉ? Con nhớ đi. Hình gì con phải nhớ chứ. Hình có bốn cạnh bằng nhau là hình vuông. Là hình vuông. Thế còn hình này? Hình tam giác. Hình tam giác. Đọc lại cho mẹ nào. Con đọc lại nào. Hình đây. Vuông, hình tam giác. Rồi hình này là hình gì? Hình tròn. Bây giờ con làm cái này đi. Mẹ ơi, xóa đi. Cái bút xóa để đâu rồi? Con vừa tẩy đây mẹ. Con tẩy đi. Các bạn sắp lên lớp 1 thì cố gắng chăm học nhá. Chăm học như bạn Thanh Tú nhá. Nào bạn Thanh Tú đọc nào. Đọc đề đi đã con. Con đọc đề đi đã. Đọc cái đề khoan đã, từ từ đã. Con biết rồi. Con biết rồi nhưng con đọc. Nói hình thích hợp. Đây là hình gì con đọc đi. Hình vuông. Nói rồi. Hình gì đấy? Đây là hình tròn nối vào đây. Còn đây là hình tam giác nối vào đây. Ôi, thế Thanh Tú xong đề số 1 à? Sách này mẹ mua bao giờ đây? Mẹ mua lúc mà con đi học. Lúc chiều à? Vâng. Mẹ mua ở đâu? Ở nhà sách. Con có thích không? Có. Xong đề số 1 rồi đấy, bạn Thanh Tú được mấy điểm? Bạn Thanh Tú thích mấy điểm? 10 à? 100 điểm á? Sao nhiều thế? 10 điểm thôi. Sao 100 điểm? Thế lấy điểm 100 nhá. Rồi. Thế làm một đề thôi nhá. Rồi mẹ quay một đề thôi. Lát nữa mẹ lại quay đề số 2 cho các bạn xem nhá. Mẹ tách video ra nhá. Rồi con chào các bạn, các anh chị đi.